Xin chào các bạn, mình là Ngọc Tuyên. Đây là kênh YouTube Crypto News của mình. Thì các bạn có thể thấy, từ năm 2020 đến hiện nay, thị trường tiền mã hóa nhận được rất là nhiều sự quan tâm từ cộng đồng và dư luận. Thì có rất là nhiều người muốn đầu tư vào đây. Thì những hình thức đầu tư, cả chính thống, biến tướng, thậm chí là lừa đảo đều được nhắc đến rất là nhiều với tần suất rất nhiều ở trên truyền thông. Những thông tin tích cực cũng có và thông tin tiêu cực cũng nhiều không kém. Thì điều đó làm cho những người mới bước chân vào thị trường này không biết bắt đầu từ đâu và đầu tư theo hình thức nào. Và ở trong cái video trước, mình đã chia sẻ cho các bạn về những bước đầu tiên để các bạn chuẩn bị được hành trang khi mà bước chân vào thị trường tiền mã hóa. Thì đây chính là cái video này, người mới cần làm gì khi tham gia vào thị trường crypto và Bitcoin. Nó là kiến thức crypto nền tảng từ A đến Z phần 8, thì các bạn có thể vào xem cái video này. Và tiếp theo trong cái video ngày hôm nay, chúng ta sẽ chia sẻ 5 cái hình thức đầu tư tiền mã hóa phổ biến và an toàn nhất hiện nay để giúp các bạn có được những cái phương án tối ưu nhất và phù hợp nhất với bản thân mình. Thì hình thức đầu tiên là mining mà các bạn vẫn thường nghe nói đến, đó là đào coin. Thì đào coin nó là gì? Thì thuật ngữ đào coin được nhiều người nhắc đến, nó là hình thức khai thác đồng tiền mã hóa và phổ biến nhất, đó là Bitcoin. Thuật ngữ này dùng để diễn tả quá trình xử lý và xác nhận thanh toán nhanh chóng ở trên hệ thống mạng lưới Bitcoin. Như vậy, có thể nói đào coin là việc dùng máy tính để dò tìm đồng Bitcoin đó. Thì thuật ngữ này nó làm cho chúng ta liên tưởng đến thuật ngữ đào vàng. Thì như các bạn đã biết, tổng số Bitcoin tối đa chỉ cho khai thác được là 21 triệu đồng Bitcoin. Và tính đến thời điểm hiện tại, thế giới đã khai thác được hơn 19 triệu đồng Bitcoin, tức là còn khoảng 2 triệu đồng Bitcoin nữa chưa được khai thác. Thì những đồng coin khác cũng tương tự như vậy, nó đã khai thác được một số lượng rồi và còn một phần để chúng ta đào tiếp. Và cho đến khi nào hết mắc cái supply của nó thì thôi. Thì để đào được Bitcoin hay là những cái đồng tiền mã hóa khác thì những người đào coin họ cần đầu tư vào những cái dàn máy tính với cấu hình khủng đủ sức để xử lý những cái thuật toán, từ đó khai thác được ra những cái đơn vị coin nhất định. Thì ở trên slide các bạn cũng có thể thấy những cái máy hay là những dàn đào coin nó rất là khủng hiện nay. Hình thức đào coin này nó diễn ra từ cái hình thức nhỏ lẻ đến cái quy mô lớn khác nhau và nó được gọi là một cái ngành công nghiệp khai thác tiền mã hóa. Và mình cũng đã có một cái video chia sẻ chi tiết cho các bạn về nguyên lý của việc đào coin như thế nào, thì các bạn có thể lên kênh YouTube Crypto News của mình để xem lại cái video đó. Và hình thức đào coin này thường phù hợp với những người có số vốn lớn, ít nhất là vài trăm triệu, để có thể đầu tư vào những cái dàn máy tính cấu hình khủng hay còn gọi là những châu đào để tiến hành đào coin, hoặc những cái người có vốn ít có thể tập hợp lại với nhau để gia tăng cái năng suất và tăng cái lượng máy khủng. Công suất máy càng lớn thì đào coin nó càng được nhiều coin, và cái lợi nhuận của hình thức này nó dao động khoảng từ 15 đến 30% trên một tháng. Và nếu ở trong cái thời kỳ đồng coin đó tăng giá thì cái lợi nhuận nó sẽ cao hơn vì cộng thêm cái phần lãi suất kép từ việc đồng coin đó tăng giá. Còn nếu mà lúc đồng coin đó giảm giá thì cái lợi nhuận nó sẽ ít đi. Nhưng thường vào những cái lúc đồng coin nó giảm giá thì những người miner họ sẽ giữ coin cho đến khi nào được giá thì họ mới bán. Thì hình thức đầu tiên đó chính là đào coin. Và sang hình thức thứ hai, đó là hình thức staking. Thì thực ra đây nó là mô hình đào coin thế hệ mới. Nếu sử dụng những cái dàn máy khủng để đào Bitcoin thì nó gọi là cơ chế Proof of Work, còn staking nó gọi là cơ chế Proof of Stake. Hiểu nôm na là các bạn dùng đồng coin để đào ra coin. Thì hiện nay có rất là nhiều những cái đồng coin có giá trị nó hỗ trợ hình thức Proof of Stake này, như Ethereum, Binance Smart Chain. Thì cái cơ chế POS này nó là khái niệm để ám chỉ một người có thể khai thác hay là xác nhận các giao dịch khối dựa vào cái số lượng coin mà người ấy đang nắm giữ. Thì điều ấy là những người miner này ngày càng có nhiều lượng coin thì cái sức mạnh khai thác của họ từ cái Proof of Stake này càng lớn. Thì staking coin nó là một cái khái niệm mà những nhà đầu tư ám chỉ rằng việc hold những cái đồng coin dùng thuật toán POS, tức là Proof of Stake, ở trong ví để nhận thêm những cái đồng coin theo thời gian. Thì đây là hình thức đầu tư tiền mã hóa tồn tại song hành với những cái hình thức đầu tư khác như là mining hay là trading, tức là giao dịch mua thấp bán cao. Và mình lấy một cái ví dụ mà bất kỳ một đồng coin nào trong cái phần thông số kỹ thuật của nó có dùng thuật toán POS này thì các bạn có thể đem đi staking. Thì staking nó là việc mà các bạn giữ nó ở trong ví và lượng coin của các bạn sẽ tăng lên theo thời gian các bạn trữ. Càng nhiều đồng coin
chữ càng lâu thì các bạn càng nhận được nhiều coin. Thì việc staking này là hình thức đầu tư để khuyến khích những nhà đầu tư giữ coin của mình chứ không bán. Thì điều này sẽ tạo ra sự khan hiếm và tăng giá cái đồng coin đó lên. Thì việc staking này ai cũng có thể tham gia, vốn ít thì lãi ít, vốn nhiều thì lãi nhiều, và tùy từng cái loại đồng coin mà lãi suất của nó có thể khác nhau. Nhưng hình thức này nó sẽ trả lãi cho các bạn bằng coin, thì cộng thêm cái cơ chế staking làm cho số lượng đồng coin đó khan hiếm thì nó sẽ tăng giá lên hơn rất là nhiều. Thì bạn có thể đem số lượng coin của mình đi staking để gia tăng số lượng coin của mình thay vì chỉ hold lưu trữ thông thường, thì đó là hình thức staking. Và tiếp theo, các bạn mua cái đồng coin và tích trữ nó trong một cái thời gian dài thì được gọi là hold. Hình thức đầu tư này nó khá là đơn giản, là bạn mua một đồng coin lúc giá nó có giá trị thấp và một thời gian nó tăng giá, các bạn bán để các bạn lấy cái lợi nhuận. Thì mình lấy ví dụ như bạn mua một cái đồng Bitcoin ở cái thời điểm tháng 3 năm 2020, mua một đồng Bitcoin mua với giá khoảng 7.000 đô thì các bạn giữ đến cái thời điểm tháng 4 của năm 2021 thì các bạn có thể bán ra với giá khoảng 62.000 đô, tức là các bạn đã kiếm lời được khoảng 65.000 đô từ 7.000 đô ban đầu. Và còn rất là nhiều các đồng coin khác để cho các bạn có thể hold và tích trữ trong cái thời gian dài hạn này, chỉ cần các bạn chịu khó theo dõi cái mức độ tăng trưởng của nó, chiến lược phát triển thị trường của nó và mua đúng cái thời điểm, sau đó các bạn đạt những cái mục tiêu về lợi nhuận thì các bạn có thể bán ra để chốt lời. Và hình thức này các bạn không phải mất quá nhiều thời gian để theo dõi nó mỗi ngày, vì các bạn tin vào cái khả năng tăng trưởng giá của nó, mà chỉ cần mua và quên đi một cái thời gian, sau đó bán lúc giá nó tăng lên. Và mình đã làm một cái video hướng dẫn về những cái tiêu chí để các bạn lựa chọn được một cái đồng crypto tốt để lưu trữ an toàn và tạo ra cái lợi nhuận lớn ở trong tương lai. Thì các bạn có thể xem lại cái kênh YouTube Crypto News của mình. Thì đây là hình thức hold coin lưu trữ dài hạn dành cho các bạn. Và hình thức thứ tư đó là hình thức chơi coin, là hình thức giao dịch mua bán theo những cái đợt sóng tăng giảm của thị trường để tạo ra lợi nhuận. Thì ở trong cái thị trường cryptocurrency này, các đồng coin nó luôn có sự biến động rất là lớn trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Vì vậy có rất là nhiều người dựa vào những cái đặc điểm này để mua thấp và bán cao, thì những người này được gọi là những trader hay còn gọi là nhà đầu tư lướt sóng. Thì hình thức đầu tư này nó phù hợp với những người hiểu rất rõ và am hiểu về thị trường, có kỹ năng hiểu biết rất rõ và phân tích nắm bắt những cái thông tin nhanh nhạy. Tuy nhiên để thành công thì đôi khi cần phải có chút may mắn ở trong cái hình thức này. Thì với cryptocurrency thì có một số những cái đồng coin nó có thể chênh lệch đến vài chục hay vài trăm đô chỉ trong một vài giờ, do đó các trader có thể mua vào và bán ra để kiếm những cái lợi, hoặc họ có thể mua Bitcoin đầu tư vào các altcoin tiềm năng khác chẳng hạn. Thì với hình thức này lợi nhuận nó sẽ tùy thuộc vào cái khả năng của các bạn, có thể lợi nhuận từ 5-10%, thậm chí là mấy chục phần trăm trong một vài tiếng, nhưng nó cũng có thể làm cho các bạn mất 90% tài sản chỉ trong vòng một nốt nhạc. Vì vậy các bạn cần phải có kiến thức tìm hiểu và phân tích kỹ thuật trên đồ thị, phân tích thị trường, tâm lý của cá mập, và hình thức này nó cũng là nơi mà những nhà đầu tư mất nhiều tiền. Nên trước khi mà tham gia vào hình thức chơi coin thì các bạn buộc phải trang bị cho mình những cái kiến thức thật là vững chắc về phân tích kỹ thuật và những cái phương pháp và công cụ trong chơi coin. Hiện tại có những cái hình thức cải tiến hơn hình thức chơi coin như là chơi future và margin. Thì hình thức này là vay tiền của sàn ký quỹ để dùng cái đòn bẩy tăng cái giá trị hơn lên rất là nhiều. Nhưng cái hình thức này các bạn rất dễ bị thao túng và cháy cái tài khoản của mình, nên các bạn không nên tham gia chơi future và margin. Và sắp tới sau cái chuỗi video chia sẻ về kiến thức nền tảng, mình sẽ làm một số những cái video về phân tích kỹ thuật để cho các bạn tham khảo. Và hình thức số 5 đó là hình thức đầu tư ICO. Thì ICO nó được viết tắt bởi từ Initial Coin Offering. Thì từ ICO này nó khá là nổi bật ở trong cái thị trường tài chính, tức là khi một công ty chuẩn bị phát hành một đồng cryptocurrency của riêng họ thì họ thường phát hành ra một cái số lượng coin nhất định, mật mã hay còn gọi là token, và sau đó họ bán những cái đồng token đó cho những nhà đầu tư, thường để đổi lấy Bitcoin, Ethereum hoặc có thể là tiền mặt. Và kết quả là công ty của họ huy động được vốn để tài trợ cho việc phát triển cái đồng coin của họ, và nhà đầu tư sẽ nhận được số lượng token của họ. Nhưng thường thì những nhà đầu tư mua những cái đồng coin phát hành bởi những công ty đó thì những cái đồng coin đó chỉ có giá trị về mặt tài sản, sau đó nó tăng lên thì các nhà đầu tư có thể bán ra để chốt lời, chứ nó không có giá trị về mặt cổ phần như các cổ phiếu truyền thống thông thường. Thì tóm lại,
trong cái giai đoạn ICO thì công ty đó họ sẽ bán cái số lượng coin cụ thể nào đó, và khi kết thúc vòng ICO nếu mà thành công thì đồng coin đó sẽ được list lên các sàn giao dịch. Và thông thường có một quy luật là giá của ICO bao giờ cũng rất rẻ, và nếu nó lên sàn thành công thì cái cơ hội cho nhà đầu tư nâng cái số vốn đó lên rất là nhiều lần. Và đầu tư ICO nó cũng là hình thức đầu tư siêu lợi nhuận, nhưng lợi nhuận cao cũng đi kèm với những cái rủi ro cao, cơ hội để các bạn x5, x10, thậm chí là x100 lần tài sản của mình. Do đó có rất là nhiều người bất chấp những cái rủi ro đầu tư nhiều vào dự án ICO và nhận được những cái khoản lợi nhuận kích xù, nhưng bên cạnh đó vẫn có rất là nhiều người mất tiền vào cái hình thức này bởi những cái dự án lừa đảo. Họ chỉ huy động vốn của nhà đầu tư sau đó biến mất. Hiện nay hàng tháng, hàng tuần có rất là nhiều những cái dự án ICO ra đời. Vì thế nếu mà các nhà đầu tư vào cái hình thức này cần phải xem xét, lựa chọn thật là kỹ và tuyệt đối không bỏ trứng vào một giỏ để hạn chế cái tối đa cái mức độ về rủi ro. Trong một cái video sắp tới trong cái kênh YouTube Crypto News của mình thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái phương pháp, những cái tiêu chí để các bạn đánh giá được một dự án ICO cực kỳ chi tiết. Và trên đây thì mình đã chia sẻ cho các bạn những cái hình thức đầu tư cơ bản nhất hiện nay để cho các bạn lựa chọn được cho mình một cái mô hình đầu tư phù hợp nhất với tính cách, thời gian, tài sản và kỹ năng của các bạn. Và với những cái hình thức khác ngoài năm cái hình thức trên thì các bạn trước khi mà đầu tư thì các bạn phải check thông tin thật là kỹ để tránh cái lừa đảo và rủi ro. Ví dụ như mô hình lending và đầu tư ủy thác Ponzi MLM vào năm 2018 đã khiến rất là nhiều người mất tiền và tiếc nuối. Vẫn là cái lời khuyên cũ dành cho các bạn trước khi tham gia vào thị trường đầu tư cryptocurrency này hay bất kỳ những cái phương thức đầu tư tài chính nào khác, các bạn nên trang bị kỹ càng cho bản thân mình những cái kiến thức và xác định nghiêm túc về nó. Và mình cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Và nếu các bạn có thích video này thì hãy ủng hộ cho mình bằng cách like và chia sẻ nó đến những người bạn bè của bạn đang cần. Và hãy subscribe kênh YouTube Crypto News của mình để được cập nhật những cái video cực kỳ có giá trị. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho cái video của mình thì các bạn hãy comment ở bên dưới video, mình sẽ trả lời cho các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Chúc các bạn thành công đầu tư trên cái thị trường cryptocurrency.